Dạ, em Nhân xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 8 tháng 11, 2023. Thì trong tháng 11 này, Toyota Việt Nam có chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt dành cho Yaris Cross là giảm 100% lệ phí trước bạ, cũng như là tặng 2 năm bảo hiểm. Nhưng mà đã 8 ngày trôi qua, thì cái lượng quý khách hàng cô chú anh chị mình quan tâm tới dòng Yaris Cross thì thật sự rất là khiêm tốn. Ai không biết là cô chú anh chị mình đã được cập nhật cái thông tin này chưa? Thì ngày hôm nay xin cập nhật lại cho cô chú anh chị nào chưa biết mà mình coi clip của em Nhân để anh biết nha. Và đồng thời em Nhân cũng đi quay chi tiết hơn chiếc Yaris Cross này. Đó, thì sẽ trả lời những cái lo lắng của chú anh chị. Ví dụ như chiếc này là một chiếc của xe của Daihatsu hay là của Toyota và nó trang bị những cái gì? Đó, thì em Nhân xin một lần nữa đi giới thiệu cho cô chú anh chị mình chi tiết và cặn kẽ hơn về Yaris Cross này. Cũng như là hôm nay có một cái chiếc màu rất là đặc biệt, đó là màu đen. Cực kỳ ít luôn. Thì hôm nay nói về đây là lý em thì em cũng quay cho cô chú anh chị nào đang thích Yaris Cross màu đen thì mình coi clip của em Nhân nha. Dạ cô chú anh chị, đây là Yaris Cross phiên bản máy xăng và màu đen nha cô chú anh chị. Thì cái câu hỏi mà quý cô chú anh chị mình hay hỏi em Nhân nhất là đây là phải xe của Daihatsu hay là 100% Toyota. Thì ngày hôm nay em sẽ giải thích và trả lời cái thắc mắc, cái băn khoăn của cô chú anh chị mình. Còn tại sao cô chú anh chị mình thắc mắc hay băn khoăn như vậy thì thôi để những video clip sau em sẽ giới thiệu nha. Đầu tiên thì em sẽ cho cô chú anh chị mình coi cái này. Tức là cái tem của em, nó sẽ biết nguồn gốc xuất xứ nó sẽ như thế nào hay cô chú anh chị. Dạ bên này thì cô chú anh chị mình đi mua xe á. Và đây cũng là một cái đặc điểm để mình nhận dạng xe luôn ha. Thì trên, đối với xe Toyota thôi nha, trên cái cửa tài của chú anh chị nó sẽ có dán một cái tem như thế này. Để em lấy nét vô cái tem này. Đó, theo của chú anh chị thì cái tem này nó sẽ thể hiện là năm sản xuất, nước sản xuất cũng như là đơn vị nhập khẩu. Thì rõ ràng ở đây có ghi rất là rõ là xuất xứ Indonesia và nhà sản xuất là Toyota Moto Indonesia hay của chú anh chị. Thì sẽ trả lời cho cô chú anh chị mình câu hỏi là cái này phải Daihatsu sản xuất hay không. Nó chỉ đúng một phần thôi cô chú anh chị, vẫn là của Toyota sản xuất nha. Nhưng mà có cái thiết kế này là thiết kế của Daihatsu của chú anh chị. Sẽ có cái tem em chèn cho cô chú anh chị mình coi nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy rõ không? Design tức là thiết kế của Daihatsu Nhật Bản in hàng của chú anh chị, nó ghi rất là rõ ràng. Còn ví dụ như những cái xe khác nếu mà sản xuất bởi đơn vị nào thì sẽ ghi rất là rõ, ví dụ Daihatsu hay là Toyota. Thì đây là một câu trả lời cho cô chú anh chị mình để mình hiểu rõ hơn về cái nguồn gốc, cái xuất xứ của em này. Tức là Toyota đang sử dụng thiết kế của Daihatsu để phát triển cái mẫu sản phẩm này, nhưng mà nhà sản xuất là Toyota Indonesia. Hàng của chú anh chị mình hoàn toàn an tâm. Hiện nay thì ở thị trường Việt Nam mình cũng đang nhập khẩu những cái dòng xe của Toyota Indonesia như là Fortuner máy xăng nè, Fortuner máy xăng, rồi Rai thì còn nhập là Veloz, rồi Avanza đã lắp ráp rồi, rồi Yaris là chiếc này, và gần nhất là chiếc Innova Cross là nhập khẩu từ Indonesia hàng của chú anh chị. Dạ cô chú anh chị, em Nhân vừa trả lời cái nguồn gốc xuất xứ của em nó ha. Thì hy vọng rằng cái thông tin em Nhân mang lại cho cô chú anh chị mình nó sẽ thật bổ ích và góp phần giúp cô chú anh chị mình đưa ra quyết định cuối cùng ha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo thì em Nhân sẽ đi quay cho cô chú anh chị mình coi những cái trang bị, những cái gì mà có của xe này cho cô chú anh chị mình coi một lần nữa nha. Thì chiếc xe này là một chiếc xe được trang bị nhiều tính năng an toàn cũng là rất nhiều tiện nghi nha cô chú anh chị, mà trước giờ Toyota chưa có luôn. Chiếc xe gọi là tiên phong luôn á. Hồi xưa giờ cô chú anh chị mình có thể mình chê xe Toyota là nghèo về trang bị, về những option, những tính năng an toàn. Thì hiện nay thì chiếc này nó gọi là full option luôn. Đầu tiên ở ngoài xe cô chú anh chị mình thấy hệ thống đèn cũng như thiết kế rất là sắc sảo, rất là trẻ trung, rất là đẹp ha cô chú anh chị. Xe thì cũng có trang bị phía ngoài xe là có cam 360. Phía trước thì có cái cảm biến phía trước để giúp cho cô chú anh chị mình vô những cung đường chật hẹp thì nó sẽ báo khi mà có khả năng va chạm. Và đặc biệt thì xe này được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense đó cô chú anh chị. Safety Sense này là full nhất, nhiều tính năng nhất trong tất cả các dòng xe Toyota. Nó sẽ có bao gồm là cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, rồi điều khiển hành trình chủ động cô chú anh chị, đèn chiếu xa tự động, và thêm hai tính năng nữa. Mà hai tính năng này chưa chắc gì Camry đã có và Yaris Corolla Cross như là Innova Cross cũng chưa có luôn. Đó là cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành cũng như là cảnh báo vận hành sai chân ga. Đó là những cái tính năng mà nó rất là phù hợp với những cái chị nữ, những quý cô quý chị hay chạy xe. Thật sự thì cũng do là nhiều yếu tố, em không có chê trách gì hết nha, nên em xin lỗi, em không có chê trách gì hết, nhưng mà nó có những tính năng này thì sẽ góp phần
giúp cho các chị lái xe một cách an toàn và tự tin hơn. Đó, thì thiết kế này nó cũng rất là đẹp, cũng có xu hướng dành cho các chị nữ nữa ha. Thì rất là đẹp ha. Và đặc biệt thì trước giờ thì nó ra em quay cho cô chú anh chị mình coi nhiều màu rồi. Tuy nhiên đây là cái lần đầu tiên em quay cái màu đen của chú anh chị. Đó, nó hơi đặc biệt cho nên hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình coi. Thứ nhất là chương trình khuyến mãi nè, cập nhật lại cho quý cô chú anh chị mình biết. Thứ hai là trả lời những câu hỏi, và thứ ba là cho cô chú anh chị mình coi cái màu xe Yaris Cross. Đó. Thì đây là bên trong. Đó, bên trong. Nếu tại vì cái này nó cũng ra mắt lâu rồi, chắc nhiều cô chú anh chị mình đã quan tâm thì đã lên coi trực tiếp xe rồi. Thì em quay clip này dành cho các cô chú anh chị nào chưa có được dịp lên coi xe thực tế tại showroom, hoặc là chúng ta mới biết về dòng Yaris Cross thì có thể mở xem kênh của em Nhân nha cô chú anh chị. Và em cũng xin nhắn nhủ với cô chú anh chị mình thì hãy làm cầu nối với em Nhân. Ví dụ như có anh chị em bạn bè nào của cô chú anh chị mình mà đang quan tâm dòng Yaris Cross thì có thể chia sẻ video của em Nhân gửi đến với cô chú anh chị đó, để cho với cô chú anh chị đó mình có thể coi video clip để xem em Nhân quay về xe chi tiết cho cô chú anh chị mình coi luôn ha. Dạ, em xin cảm ơn rất là nhiều. Bên trong này thì trang bị rất là nhiều tiện nghi của chú anh chị. Màn hình thì to 10 inch, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đó, trên tay lái thì được bọc da này, có rất nhiều nút bấm nè. Tay nắm cửa thì rất là xịn sò. Được mạ chrome nhìn rất là sáng bóng. Hộp số thì là hộp số tự động DCVT. Đó, máy thì là máy 1.5 hen cô chú anh chị. Và có phanh tay điện tử Auto Hold, đề nổ Start Stop luôn ha. Điều hòa thì là chỉnh cơ nhưng mà nó dạng núm xoay như vậy, nó rất là tiện ha, rất là dễ sử dụng cô chú anh chị. Ở đây góc nhìn từ bên này, và ghế là ghế da ha, rất là ôm, rất là thể thao, ngồi rất là chắc lưng, cảm giác lái rất là tốt ha cô chú anh chị. Về tư thế lái, mấy cái tappy nhựa này kia đồ rất là chất lượng nha, không có phải mà nói là xe Toyota mà nhựa nó nhìn nó bèo, không có đâu. Xe này em thấy là khá là xịn và đảm bảo cô chú anh chị mình luôn, đi thời gian nó sẽ không bao giờ xuống. Những cái nhựa này rất là chất lượng nha. Nếu mà cô chú anh chị nào đã sử dụng xe Toyota thì có thể biết cái dàn nhựa Toyota nó lâu xuống lắm, nó lâu xuống lắm. Đây là hàng ghế thứ hai của chú anh chị. Đó, gia đình trẻ nào đó, có khoảng 4-5 người, 4 người là đẹp. Mua chiếc này là hợp lý luôn, hai vợ chồng hai đứa con cuối tuần về quê thăm ông bà hay gì đó, về miền Tây hay về miền Đông, đi trên chiếc xe này là hết bài của chú anh chị. Thì giá niêm yết của em này là 730 triệu, chính xác là màu đen này luôn, 730 triệu. Thì lúc mà ra mắt thì có nhiều cô chú anh chị mình quan ngại cũng như là không có đồng tình với cái mức giá mà Toyota dành ra dành cho chiếc Yaris Cross này. Thì thôi, câu chuyện đó là của cấp quản lý thì em không có can thiệp được. Tuy nhiên hiện nay thì cũng đã khuyến mãi rồi cô chú anh chị, giảm tới 100% lệ phí trước bạ và tặng thêm 2 năm bảo hiểm nữa. Thì cái giá lăn bánh của em này hiện nay ở Hồ Chí Minh luôn tầm khoảng 755 triệu thôi. Và cô chú anh chị mình đã có 2 năm bảo hiểm luôn, 2 năm bảo hiểm. Ngoài ra đại lý em còn tặng cho cô chú anh chị mình dán phim cách nhiệt trải sàn, những cái phụ kiện mà cô chú anh chị mình cần thiết để mình sử dụng và vận hành một chiếc xe. Đó, khuyến mãi rất là nhiều và chỉ từ đây tới 31 tháng 12 thôi hàng của chú anh chị. Thì anh chị mình đang có nhu cầu sở hữu chiếc này màu đen này thì liên hệ em Nhân liền để sở hữu nha. Và nếu mà cô chú anh chị mình không thích cái chiếc máy xăng hay lựa chọn chiếc hybrid, thì hybrid giá niêm yết thì cao hơn xe máy xăng tầm khoảng 100 triệu và chính xác là 838 triệu của chú anh chị. Đó, 838 triệu thì lăn bánh hiện nay trừ khuyến mãi 100% hết trước bạ và 2 năm bảo hiểm thì lăn bánh em đó ở Hồ Chí Minh tầm khoảng 806 thôi. Và ở tỉnh thì nó sẽ thấp hơn nữa, giảm thêm 20 triệu nữa cho cô chú anh chị mình. Vì thì cái giá lăn bánh nó lanh quanh, nó chưa tới 900 và bản máy xăng thì chưa tới 800 hàng của chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu vui lòng liên hệ với em Nhân để em Nhân tư vấn kỹ hơn về cái Yaris Cross này. Hiện nay thì cũng còn khá nhiều xe nhiều màu cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Thì em cũng xin nhắc lại, hôm qua em có quay một cái video clip nhờ cô chú anh chị mình bán giùm chiếc Toyota Camry. Thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã chia sẻ cũng như là làm cầu nối với em Nhân. Mặc dù hiện nay vẫn chưa bán nhưng mà em Nhân tin là vài bữa nữa sẽ bán thôi. Dạ, thì cũng như chiếc này em cũng nhờ cô chú anh chị mình xem kênh em Nhân, làm cầu nối với em Nhân, quảng bá giúp em Nhân, có thể chia sẻ từ người thân bạn bè ai đang quan tâm dòng cho Yaris Cross này, có thể làm cầu nối với em Nhân. Hẹn cô chú anh chị, em rất là mang ơn cô chú anh chị mình. Và nhớ là xem kênh em Nhân, đăng ký kênh ủng hộ em Nhân nha. Dạ, thì cô chú anh chị mình có
xe cũ muốn đổi xe mới hoặc là mua xe mới thì cũng liên hệ em Nhân nhé. Em Nhân xin cảm ơn rất nhiều. Thì em Nhân xin dừng video ở đây. Em Nhân sẽ tiếp tục ra những video bổ ích cho cô chú anh chị mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.